chú ơi, chú đang tuyệt vọng à? Mẹ cháu dạy chỉ những người tuyệt vọng mới đi làm bảo vệ thôi. Chú ơi, sao chú xấu trai và bất tài thế? Sao chú lại bị chọc? Chọc! Mày có thể chửi chú là xấu trai, là bất tài, nhưng mà cụ mày chửi chú là chọc là mày sai rồi cháu ạ. Nước đi này mày không đi lại được đâu. Tóc nó là một bộ phận của con người nhá. Cụ mày chửi chú không có tóc là mày bảo chú không bình thường. Không bình thường là dị dạng. Cụ mày, tao sẽ kiện mày vì tội xúc phạm người khuyết tật.